qua ấy, ông Việt nhắn tin cho tao, nói là thích tao. Tôi là Trân Châu. Có lẽ trong đầu bạn đang nghĩ đến hình ảnh này, nhưng thực ra ý tôi là Trân Châu này. Đây là món mà lúc mang thai tôi ngày nào mẹ cũng ăn. Cho nên kết quả là Amy, hôm qua ấy, ông Việt nhắn tin cho tao, nói là thích tao ấy. Cái gì? Ông quen mày chỉ vì lợi dụng mày thôi. Mày sẽ không phản ứng sao? Em, công ty em phá sản rồi. Cái gì? Em phá sản rồi hả? Đúng vậy. Bây giờ em phải đi phát tờ rơi giữa trời nắng. Còn tao đã nói rồi mà mày không nghe. Em vất vả lắm đúng không? Anh ra ngoài trời nắng thì nhớ bôi kem chống nắng rồi nhé. Anh làm vợ anh nhé. Vất vả của em từ nay sẽ là của anh. Ông quen mày chỉ vì lợi dụng mày thôi. Đi mày giàu, mày không tin tao á, mày thường nói mày phá sản rồi xem. Ông nói sao? Đưa hết giấy nợ của em đi cho anh, từ nay anh sẽ thay em trả hết. Nhưng mà không phải ngần ngại, cứ đưa hết đi cho anh. Ủa, cái này là? Thì là giấy nợ, anh bỏ mi đâu cho anh còn gì. Nhưng mà sao? Anh nghĩ mi giả vờ phá sản thì lấy đâu ra giấy nợ đúng không? Mày thì nói mày phá sản rồi xem. Ông nói sao? Nhưng mà bây giờ cái chuyện phá sản á, không phải giả bộ nữa, mà là thiệt rồi. Cái gì? Lớn như vậy mà mày giấu tao hả? Nhưng mà tao còn lo được, mày yên tâm đi. Cần gì á, tao sẽ nhờ mày giúp. Phá sản giả thì chơi, còn phá sản thiệt ấy, thì chơi một mình. Trả cô giấy tờ nợ, bảo trọng. Bao giờ hết nợ thì tính tiếp. Tính giờ luôn đi. Cái tát này là tôi tính thay cho My. Nợ của anh, anh tự trả. Còn nợ của My, tôi trả. Đi.